Từ nay trên mọi lối mòn quanh co khắp thế gian này đều có pháp âm của bậc giác ngộ Tuyên Dương lưu chuyển, con người đều sẽ tỉnh ngộ thôi. Bất kỳ ai muốn nghe chân lý thì cánh cửa chánh pháp của chúng ta luôn rộng mở, chào đón họ. Và không vì chủng tánh của họ mà có sự phân biệt. Đây là cuộc cải cách khiến nhân loại kinh ngạc. Ngàn vạn năm nay cũng vì của cải, chủng tánh, địa vị mà giữa người với người luôn áp bức lẫn nhau. Giờ đây bất cứ ai cũng có quyền học hỏi chân lý vô thượng, giống như chúng ta vậy. No.